Hello các anh em, xin chào các anh em đang xem video trên kênh Ken Fundy TV của mình. Hôm nay mình sẽ làm cái video quay cái cảnh đi đánh boss chùm nha anh em. Đây là cái con boss khỏe nhất lần đầu tiên mình đánh, đó là cái con nhân mã thiên không. Cái con boss này là cái con boss hình như là nó bậc 4 thì phải. Và khi mà mình nếu như mà mình đánh được cái con boss này thì cái phần thưởng của nó khá là hời. Chỉ mỗi tội là không biết là cái team này của mình có đánh được hay không thôi. Mình thấy cái team của mình toàn thế như con lực chiến toàn 5x thì phải. Toàn 5x thế này thì khả năng rất khó để đánh qua được cái con boss này. Nhưng mà dù sao thì mình cứ cố thử xem nào. Mẹ nó, chưa chi mà đã chết gần hết rồi. Bên là có bao nhiêu tiền kiếm. Xem nào. 1, 2, 3, 4. Hình như là 4 con tiền kiếm. Mình sẽ chạy ra đây búp cho nó. Máu cho thằng này. Nó sắp chết rồi. Ôi rồi mẹ đó, dính đúng một hit chết luôn, sợ thật, đúng một hit. Ôi con mẹ, con này của mình sắp chết rồi. Mẹ sẽ lần này phí một vé lắm này mẹ nó. Khỏe quá anh em ạ. Ui dồi ôi mẹ ạ. Ngay kể cả mấy cái con đính thường thôi nó đã chém cho mấy phát thế này. Cần hết máu luôn. Mẹ tìm mình chết mấy thằng rồi. 1, 2, 3, 4 thằng chết. Còn tìm kiếm của mình đâu rồi. Ui dồi ôi. Chết lửa già rồi, còn đúng mấy thằng thôi, còn đúng 4 thằng thôi. Hình như là con nỏ của mình chết rồi. Nỏ cũng chết rồi. Hẹ nhật sắc liên tục. Càng quá anh em ạ. Vậy à, nếu như mà không có cái con, không biết là team mình có thằng nào 8x không? Mà mình nhìn loáng thoáng qua chỉ toàn thấy 5x thì phải. Đâu rồi? Mẹ toàn thấy 5x thế này thì đánh đấm cái gì? Ở đây được một con 77 lực, can lực chiến. Hết chiêu hồi máu rồi. Đấy đấy đấy. Búp cho cái bùa nào. Búp thủ cho anh em. Xem thằng 77k được chính là thằng nào. Loa. Đây chính là thằng này. Lần trước mình đi cái con boss bậc 3 rồi, cái con quái gì ấy mình cũng chả nhớ rõ lắm. Nhưng mà lúc đấy là phải có mấy thằng 70-80 nghìn lực chiến. Nó gánh team thì mới đánh được. Mà mình còn chết liên tục. Chết mấy chục lần. Mà con boss này thì nó lại khỏe hơn nhiều cái con boss đấy. Thì không biết là có qua được hay không nên. Team này có đúng một thằng 77 nghìn lực chiến. Còn đâu toàn lực chiến 5x rồi. Phải cố gắng làm sao để giữ được cái thằng 77.000 lực chiến này nó sống sót này. May mắn là nó là thằng cầm dìu thì thủ nó còn khỏe. Ui chạy chạy chạy. Thôi con nỏ của mình chết rồi. Dạ, hình như nó này có cả thằng treo máy thì phải. Thôi thằng Diêu nó không thèm chạy luôn.
Anh em ơi, chờ chút rồi mình chỉnh lại hai cái cửa sổ để nhìn lại. Ôi, mắc kẹt. Ui rồi, 6.000 đào. May là cái con tiết kiệm của mình nó còn full tanh nên nó còn trâu chút. Đứng đây rất khó né. Con tiết kiệm kia sắp chết rồi. Skill của mình nó vẫn chưa hồi, nó vẫn chưa hồi delay. Chắc là ăn được đấy. Cái thằng 77k được chiến này châu phết. Bot nó đánh giáp quá nên là mình... Ui mẹ, chết mẹ thôi. Ui lê, mẹ con nó cũng chết luôn. Mẹ đen lấy lâu thế. Thằng Diệu cũng sắp chết rồi này. Vị trí con boss ra rất là xa cái nơi hồi sinh. Ui rồi mẹ, 9 cà đào. Hỏi ra đây ạ. Tự. Mẹ, nó cứ sắp skill liên tục này. Ui giời, mẹ, hồn phát. Gần 10k máu. Cái con của mình thì nó... Mấy cái skill hồi máu này nó cũng chưa có cao cho lắm. Đây, anh em có thể xem qua cái bảng skill của mình. Đấy, qua cái đại trị liệu được cái bậc 6 rồi, còn cái này còn chưa lên được bậc 5. Còn nó của mình đâu rồi? Mẹ đã nghèo rồi. Ui giời, 8k máu. Để mình xem cái thằng 7k lực chiến này xem đấu đáng như thế nào. Nó cũng chỉ toàn thi thần đồ bậc 2 là chính. Được mấy món bậc 4 thôi. Đúng 2 món bậc 4. Skill thì cũng bình thường, cũng không có gì nổi bật cả. Ôi mẹ, đáng sắc thế. Cho nó cái bùa nào. Đạp sát quá. Xả đầy hồi máu cho chúng ạ. Cái thằng kia chưa kịp hồi máu nó đã chết rồi. Chứ nó đã nhắm mất rồi. Ui mẹ nó. Ăn tiêu vãi đạn. Hồi sinh 7 giây nữa.
nó dẹp quái này. Ui rồi mẹ, 18 cara. Chết hết rồi anh em ạ. Đúng bài thật. Nhanh đi nào mẹ. Không đam là chết. Không đam là con boss nó lại hồi đầy máu. Mẹ, hình như nó theo mình hay sao nhỉ. Lại nghèo thôi. Ô đánh con boss nào. Mẹ không nó hồi đầy máu giờ. Thôi mẹ chết hết rồi. Cố mà sống đi, cố mà đam. Mẹ nó không không nó lại hồi đầy máu nào. Phí công cả team. Mẹ có đúng 3 thằng sống. Hy vọng là không thằng nào nó out team. Không biết là con boss nó có bị hồi đầy máu không? Mất bao nhiêu công sức? Đâu boss đâu rồi? Quan trọng nhất là cái con từ kiếm này. Nó là hy vọng sống còn của cả team. Thế nên là mình sẽ không để nó chết. Ô thằng kia đã chết rồi. Chưa kịp búp hồi máu cho nó. Cho nó cái bùa nào. Ui mẹ nó quay thế. Mình đi hai nick nên là điều nó rất khó. Phải có thằng dẹp quái cơ. Mình phải cố gắng sống sót để hồi máu cho cái thằng tanker kia. Nó là hy vọng sống còn cái thằng 77k lực chiến kìa. Đấy. Con kia cơ của mình chết rồi. Nghĩa là mình sẽ dùng cái bộ mạnh nhất. Nhất mình. Cố gắng sống sót. May mà con bot nó không bị hồi máu đấy. Quả vừa lấy chết cân hết. Chỉ có đúng 3 thằng. Ui mẹ chết rồi chết rồi. Bị cầm nặng rồi. Nè. Mẹ con tí kiếm nó sắp chết rồi. Không không chịu né nào tướt. Mẹ chưa kịp búp máu cho nó đã chết rồi. Thôi chết rồi con lo ông mình cũng chết rồi. Mẹ đáng sốc quá. Anh em né nào.
bỏ cái auto này đi. Delay 10 giây. Cố gắng sống sót. Không có từ 3-4 con tìm kiếm trở lên là không thể đánh được. Phải thay phiên nhau hồi máu cho mấy thằng tay cư. Nó giữ đam. Chứ nếu mà không có thằng nào giữ đam nào con boss nó sẽ hồi máu ngay. Cái chiêu hồi máu này anh em phải đứng gần team thì mới tác dụng được. Vì nó chỉ búp được trong cái phạm vi nhất định. À, hình như là mình nhớ lộn cái chiêu búp thủ mới này. Đúng rồi, cái chiêu búp thủ này nó mới trong cái phạm vi nhất định này. Còn cái chiêu hồi máu này mình thấy cái phạm vi nó rộng hết. Chạy. Mẹ nó. Nó thả đúng vào cái vị trí của mình. Hồi nãy bị cũng nặng thôi. Đã xong con boss. Cái con boss này mình lần đầu đánh nên là nó sẽ tặng thêm cái phần thưởng. Này, úi giời, anh em nhìn này. Được cái kiếm luôn này. Vậy là được hai món đồ nam liền, lại còn được cái da nam nữa. Xong lại còn cái thùng này, cái dương này là cái dương mở ra cái nguyên liệu cái như là cái da này, da rồng này, phải rồng này, mà lại xương rồng nữa. Cái nguyên liệu để chế đồ nam. Xem con này. Con này thì xui hơn chút. Thế là quá ngon rồi. Quá là tuyệt vời. Ok anh em, vậy là mình đánh xong cái con chùm này, có lẽ là mình xin tạm dừng video tại đây thôi. Cảm ơn các anh em đã đón xem nhé.